Trước tình hình diễn biến phức tạp của bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, tỉnh ủy Long An vừa ban hành chỉ thị về phòng chống dịch bệnh. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khẩn trương thực hiện đồng bộ quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona. Không được chủ quan, không để dịch lây lan, phải xem việc phòng chống dịch như chống giặc, tuyệt đối không để bị động bất ngờ trước mọi tình huống. Các cơ quan, đơn vị, các cấp, các ngành phải thực hiện nghiêm chế độ báo cáo mọi diễn biến tình hình có liên quan phát sinh và kết quả triển khai công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona. Ban cán sự đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Y tế chủ trì phối hợp với các sở ban ngành liên quan và địa phương tập trung quyết liệt thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm tra đôn đốc thực hiện nghiêm việc giám sát, phát hiện sớm các trường hợp lây nhiễm, cách ly triệt để, theo dõi các trường hợp có tiếp xúc với người nghi ngờ nhiễm, đảm bảo cơ số thuốc, bố trí các trang thiết bị phù hợp để kiểm tra giám sát và phục vụ phòng chống dịch theo quy định. Công an tỉnh phối hợp Sở Y tế thực hiện nghiêm việc giám sát, kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, nhất là đối với các địa phương có số lượng người Trung Quốc cư trú đông. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp Sở Y tế giám sát, kiểm soát chặt chẽ dịch tại cửa khẩu, chia sẻ các thông tin về hành khách nhập cảnh với Sở Y tế. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên tích cực chủ động phối hợp với ngành y tế và chính quyền các cấp, thực hiện tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác phòng chống dịch bệnh này.